Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, mới đây một nhóm người đã lao vào hành hung, uy hiếp tính mạng một nam thanh niên khiến cho nạn nhân chấn thương sọ não. Sự việc xảy ra ngay tại trung tâm khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng, khiến cho nhiều du khách và người dân hoảng sợ. Mới đây, truyền hình Người Đưa Tin nhận được đơn cầu cứu của gia đình anh Lưu Đức Hùng về việc anh Hùng bị một nhóm người hành hung khiến anh bị chấn thương sọ não tại khu du lịch Cát Bà, Hải Phòng. Theo gia đình nạn nhân, chiều ngày 21 tháng 6 năm 2019, khi điều khiển xe ô tô điện biển kiểm soát 15C00105 đến trước khách sạn Hoàng Giang, khu du lịch Cát Bà, anh Hùng bất ngờ bị một ô tô ép sát. Sau đó, nhóm đối tượng gồm 3 người từ trên xe bước xuống, khống chế và dùng bộ đàm liên tục đánh vào đầu anh Hùng. Em chỉ quan sát được 3 người, một chú Hoa với một người tên Minh và một người nữa tên là, em nghe người ngoài bỏ đấy tên là Nguyên, cứ lấy đàm mới lại đấm đá sút vào mắt em ấy. Mới lại em thấy người ngoài làm chứng, người ta bỏ có 2-3 người nữa vào cũng đánh em. Em nhớ nhất là một người tên Minh là nhờ lấy tay ghì cổ em ấy, bóp cổ em mà đến mức độ mà em gần ngạt thở. Rất may, một số người dân đã ra tay can ngăn nhóm người trên. Sau đó, anh Hùng được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cát Bà. Do chấn thương nặng tại vùng đầu nên anh Hùng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Được biết, người cầm đầu nhóm đánh anh Hùng là lãnh đạo một doanh nghiệp có địa chỉ tại Cát Bà. Trước đó, nhóm người này đã có hành vi khiêu khích, chửi bới anh Hùng vì nghi anh này tranh đón khách du lịch bằng xe ô tô điện. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân còn hoang mang cho phóng viên biết nhóm người trên còn có ý định thuê người để xử anh Hùng. Ở gia đình có báo lên, cái người tên Hoa đấy ngấm ngầm thuê người nào gọi là để xử lý em ấy, để trừ khử em ấy. Hiện nay, sức khỏe nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hai mắt anh có dấu hiệu suy giảm thị lực. Theo kết quả thăm khám ban đầu của bệnh viện, anh bị tụ máu dưới màng cứng thủy thái dương hai bên, mỗi bên 3mm. Hiện gia đình anh rất bức xúc với hành động coi thường pháp luật, đe dọa tính mạng người khác của những đối tượng tham gia đánh anh Hùng. Mong muốn của em bây giờ là làm sao mà cho, thứ nhất ấy là cùng em chỉ mong ta được bình phục trở lại được như ban đầu thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai lên để xử lý trước pháp luật để cho người khác, những cái những người khác mà có cái hành vi như vậy nữa, trước hết là phải để gian đeo cho mọi người nó có sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là ông này có tiền hoặc là có quyền có thế có đấy thích đàn áp lại thì đàn áp anh ạ. Để làm rõ những thông tin trên, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo công an huyện Cát Hải. Tuy nhiên, vị trưởng công an huyện trả lời đang bận, sẽ liên hệ sau. Theo thông tư liên tịch số 28/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp, việc nạn nhân bị máu tụ ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng thì tỷ lệ phần trăm thương tích từ 21-25%. Với tỷ lệ thương tích trên, căn cứ Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015, hành vi của nhóm người trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Chính vì thế, đề nghị cơ quan công an huyện Cát Hải sớm khởi tố vụ án, làm rõ, xử lý nghiêm nhóm người trên nếu có vi phạm, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu du lịch Cát Bà, góp phần tạo môi trường du lịch an toàn gần gũi cho mỗi du khách khi đến nơi đây. Truyền hình Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong những bản tin sau. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.